Xin chào các bạn, dạo này có nhiều người thắc mắc với mình là những cái hút hay cái này gọi là loa che nắng nó có tác dụng gì. Và đây, mình đang có một lens 85 f1.8 của Sigma 85 AT và một lens 24-70 f2.8. Và nhiều bạn thắc mắc hỏi với mình là cái hút này để làm cái gì. Đây là cái loa che nắng hay còn gọi là cái hút. Vậy thì chức năng nó làm gì? Và bây giờ mình sẽ giải thích cho các bạn. Đầu tiên là cái này có chức năng chính đầu tiên á, là ví dụ các bạn chụp hình ngược sáng hoặc ngược nắng thì ánh sáng nó sẽ chiếu vào ống kính tạo ra hiệu ứng flare hay là gọi là bị lóa, có một lớp sương mù hay là gì đó làm cho hình nó không trong. Bởi vì cái này có chức năng nó chắn những ánh sáng hoặc là những cái ánh sáng không mong muốn vào ống kính để làm cho hình nó đẹp hơn khi chụp ngược nắng. Và chức năng thứ hai, khi các bạn đi, ví dụ các bạn đeo vào người, ví dụ các bạn di chuyển thì vô tình sẽ bị đụng vào tường. Ví dụ đây là tường, đây là tường đi, thì các bạn vô tình mà đụng vô, chạm vô thì cái này sẽ đỡ cho các bạn ống kính các bạn, là cái ống kính nó đỡ chạm vào, nó không bị bể hay là bị hư hỏng gì đó. Chức năng là gọi là bảo vệ hoặc là chống va đập gì đó, hạn chế những cái hư hỏng của những cái ống kính bên trong. Đấy, đó là cái chức năng thứ hai của nó. Và chức năng thứ ba là mọi người hay đùa với nhau cho vui là nhiều khi để cho nó ngầu. Ví dụ các bạn dùng lens 70-200, lens trắng ấy, nó dài, các bạn gắn cái hút vô nó ngầu hơn những cái lens nó không có gắn. Hoặc là cái lens 150-600 chụp chim cò nó dài mà các bạn gắn cái hút vô thêm một găng tay nữa nhìn rất là pro luôn. Đó là ba chức năng cơ bản mà mình cảm thấy nó đúng. Và ngoài ra những cái lens kit hay là lens 50 STM gì đó nó không có hút thì sao? Ví dụ đây là một cái lens máy phim hay là những cái lens kit 18-55 hay là 50mm thì thường thường có thể nó sẽ không có cái hút, thì các bạn phải xử lý làm sao? Thì cái hút này nó có hai dạng, một là hút tròn và hút hoa sen. Cái này có thể gọi là hút hoa sen bởi vì nó có như cái hoa sen vậy đó. Đây, cái này như hoa sen này. Và có một là hút tròn. Hút tròn nó thường thường áp dụng cho những cái lens tiêu cự 85mm như là 85 f1.8 của Canon và Nikon, hoặc là 135 f2, hoặc là 70-200 f4. Thì đối với những trường hợp các bạn muốn gắn cái hoa sen cho nó ngầu vô thì các bạn có thể sử dụng một cái gọi là hút hoa sen sử dụng filter phi 52 hoặc 50 mấy đó, tùy vào các bạn. Ví dụ các bạn để ý vào lens thì ví dụ nó ghi là phi 52 hay là phi 58-49 gì đó, thì các bạn lựa chọn một cái filter, một cái hút che nắng phù hợp. Ví dụ trên tay mình có một cái hút hoa sen hãng Ford phi 52 nằm ở đây, đây là phi 52, thì các bạn chọn cho nó, trong kính nó ghi phi 52 thì các bạn mua phi 52, thì các bạn để ý nó có cái xoáy ren này. Các bạn để trong này có một cái ren để gắn filter thì các bạn mua về và các bạn gắn thử này. Đấy, các bạn xoay vô, nó thành một cái hoa sen cũng khá là ngầu, lên 50 hoặc là 24 hay là 35 gì đó. Và hoa sen này các bạn có thể mua ở đâu? Các bạn có thể truy cập vào website mayencusaigon.com để đặt hàng này. Các bạn lựa chọn một cái phi phù hợp để sử dụng cho các bạn, thường là kit 18-55, 16-50 hoặc là 50 STM gì đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.